nửa tháng ròng rã tìm kiếm nữ sinh lớp 11 rời nhà rồi mất tích bí ẩn. Ngày 24 tháng 2, Công an xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An phát thông báo truy tìm người mất tích đối với em Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2005, trú ở xã Bảo Thành. Trước đó, Công an xã Bảo Thành nhận được trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Liên về việc em Yến Nhi đi khỏi nhà nhiều ngày đến nay vẫn chưa có tin tức. Theo đơn trình báo gia đình, em Yến Nhi hiện đang là học sinh lớp 11, bỏ nhà đi từ khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 2. Nữ sinh này cao khoảng 1m55, tóc đen, dài ngang vai, khi đi mặc áo khoác màu đen sọc trắng, quần bò màu đen, không mang theo tư trang và giấy tờ cá nhân. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình trình báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ. Công an xã Bảo Thành đã gửi thông báo tới các địa phương, phối hợp cùng gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm cháu bé nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.